Chào các bạn, bữa nay mình chia sẻ với các bạn là mình làm cái bánh cam nhân thịt nha các bạn. Đây mình có một chén cơm nguội nè, mình làm từ cơm nguội á. Một chén cơm nguội, đây mình có một chén bột gạo nha. Ở đây mình có một miếng muối với lại một muỗng cà phê đường là làm cái vỏ, còn cái này là mình làm nhân. Là ở đây mình có thịt xay nè, có 150 gram thịt xay nha, với một miếng củ sắn mình sắc hạt lựu nè, với củ hành tây mình sắc hạt lựu luôn. Cái này hành lá, này miếng tỏi mà mình xào nha. Đây giờ mình nghiền cơm nguội để mình làm cái vỏ bánh nha. Nghiền cho nó nát ra rồi mình trộn vô với bột. Cho vô xíu muỗng cà phê đường với lại miếng muối luôn. Nghiền cho nó hòa quyện lên. Mình nghiền về đây cho nó nát rồi mình bóp lại nha các bạn. Bây giờ mình cho trong cái bột này một miếng nước để cho nó tan cái hột này ra, cái bột này, cái bột hạt có hạt đó. Rồi mình cho một miếng nước mình ngâm nó cho xíu này rồi nó mềm cái bột này, cái mình bỏ vô đây mình nhồi nó, còn cái này mình để đây cho nó ấy một chút xíu rồi mình nhồi nó ngay, cho nó vô xíu rồi mình nhồi nó. Giờ mình đi làm nhân, làm sao nhân nó. Rồi để đây chút cho nó mềm cái bột, rồi cái mình cho đây xíu nước cho ngâm nó cho nó mềm cái hộp gạo này ra, mình bóp nó mau. Rồi giờ mình đi xào nhân. Rồi giờ mình xào nhân đó. Mình có cái củ hành, tỏi, mình cho tỏi vô ha, cho thơm. Giờ mình cho củ hành ha. Cho củ sắn. Rồi giờ mình cho thịt xay vô ha. Xay này mình để tủ đông mình gã ra chứ dịch nó giờ khó đi mua đồ lắm. Này mình mua sẵn mình để tủ đông, mình mần cái mình có để mình đem ra mình mần ha. Rồi cho xíu bột ngọt ha, miếng bột ngọt ha, cho miếng tiêu ha. Miếng tiêu ha, cho miếng muối, một phần ba muỗng muối ha. Rồi. Rồi giờ mình xào cái như là cho nó chín sơ nha, chứ thôi gì mình chiên bánh nó vẫn chín nha. Củ sắn nó xì xìu ha, nó chín củ sắn này thôi là được rồi. Rồi mình bỏ vô cho nó ráo nha. Rồi giờ mình tắt lửa mình cho hành vô ha. Rồi chỉ là xong ha các bạn. Đổ vào cho nó ráo nha. Bây giờ mình bỏ cái bột cái cơm nè, mình nhồi nó gì, giờ mình bỏ cái bột gạo vô nha các bạn. Bỏ
bỏ cái bột gạo vô mình nhồi. Bột gạo vô mình gốp nữa nha. Thì mình nhồi chừng nào cho nó dẻo lại thôi. Đây các bạn, mình nhồi bột xong rồi đây, cái bột này mình nhồi á nó dính, cơm nguội nó dính lắm nha. Cái này mình phải bỏ vô một muỗng dầu ăn nha, muỗng dầu ăn mình nhồi nó mới không dính tay. Bây giờ mình vắt nó nha, vắt nó mình chờ đợi dầu sôi á. Cái này là mình không có, cơm này là mình không có làm nó nát khung nha, nó có hà hột hột này nè, cũng như mình xay bột mà nó không chín khung, nó mới thì cái nó mới mà giòn. Nắng nó nha, nắng nó đợi dầu sôi. Trời, nó bọng rồi, mình để đây cho dầu nó sôi rồi mình nó bỏ vô nha. Rồi giờ mình để đó cho nó, mình nắng sẵn rồi cho dầu nó sôi. Đây này các bạn, mình nắng nó nè, bỏ vô ngay dầu nóng rồi đó. Cái cơm nó dính lắm. Có cái cối thì mình xay bột nó ngon hơn. Cho đừng nó đừng có cái hơi chẳng là nó không có, nó không có bị bọng. Rồi nắn tiếp nha. Đó mình chiên vậy đó các bạn, nắng nắng bánh xe nước nha. Lót cho nó xì cái hơi trong. Tự nhiên chứ mình không có bỏ màu nha, thay vì người ta bỏ một miếng nước màu mà mình không bỏ, để cho nó vàng tự nhiên ha. Còn thằng bột này mình nắn cho hết cái đậy chảo này nha.